Xin chào tất cả anh chị em nha. Hiện tại thì em đang ở kho của bên em. Hiện tại em đang kiểm tra cái mẫu này để em lắp cho một anh ở Hà Nội các anh chị em nhá. Em sẽ quay một vòng ở kho của em cho tất cả anh chị em xem. Kho em có rất nhiều mẫu các anh chị em nhá. Trên trăm mẫu cho tất cả anh chị em lựa chọn các anh chị em nhá. Em đang trưng bày đâu đó khoảng mấy chục mẫu ở đây. Anh này đang kiểm tra mẫu này để mà chuẩn bị đi lắp các anh chị em nhá. Cái mẫu này thì khá là cao, cao mất 7,8 các anh chị em ạ. Và tương đối là nặng anh đang chuẩn bị kéo ra ngoài với cái mẫu này thì anh chị em có thể để ở trong nhà và ngoài trời đều được anh chị em nhé đây ạ cái mẫu này thì bên em phải dùng xe để để đưa lên và bên em kéo ra ngoài để bắt đầu là chúng em tháo khung ra các anh chị em nhé tháo khung ra tháo khung cái này thì phải dùng xà cầy các anh chị em nhé sản phẩm này của em thì vận chuyển toàn quốc nên các anh chị em yên tâm về cái phần đóng gói nhé vận chuyển qua đâu cũng được ạ rất chắc chắn ạ bên em sẽ phải ngậy từng thanh gỗ ra tiếp theo là bên em sẽ mở đáy nhé các anh chị em nhé mở đáy và chúng em sẽ nhấc lên đây ạ bây giờ bên em đang bắt đầu ngậy những thanh ở đáy ra phải dùng lực rất là mạnh các anh chị em nhé dùng lực rất là mạnh để mà mở đáy đây chúng ta bắt đầu kéo phần đáy ra nâng lên để phải hai người nhé các chị em nhé để em áo đen nhé các chị em nhé đây nâng lên nâng vật khung lên vứt sang bên đã dạ tiếp theo là nâng lên cho vào xe ô tô luôn tại vì nhà anh này ở hà nội nên là bên em sẽ tháo khung nhé tháo khung ra và sẽ ừ, mang đến nhà anh chỉ việc lắp luôn kho bên em canh chém nhé và đây bên em đã đóng khung thùng để mà bắt đầu chuẩn bị vận chuyển Đây, em đến rồi, em đến trước ngó rồi Nhờ Nhà anh này khá là sâu, cách đâu đấy khoảng 300m các anh chị em ạ Ô tô không thể vào được, nên em sẽ phải đẩy vào Phải đẩy vào trong này ừ, Nhà anh này ở ngay cạnh đường Láng các anh chị em nhé Đây, đẩy vào Anh chủ nhà rất là vui tính và nhiệt tình Đường Nguyễn Ngọc Phú các anh chị em nhé đã hộ em kéo cái sản phẩm vào nhà anh ấy nó cao sâu đây bên em đã cho vào trong nhà và bắt đầu bỏ ni lông và bắt đầu bỏ phụ kiện của nó ra nha các anh chị em nhá bỏ phụ kiện ra này và tiếp theo là bên em sẽ uh, lắp đặt hoàn thiện và bắt đầu đổ nước đấy bạn những cái chi tiết nhỏ nhỏ nhé anh này có cái tủ rượu rất đẹp cái tủ rượu này thì bên em cũng có nhá các anh chị em nhá tủ rượu này thì bên em cũng có này cho tất cả anh chị em này. Các anh chị em muốn thi công tiểu cảnh hoặc thi công tủ liệu đều có nhé các anh chị em nhé Đây ạ Mở hết ra luôn Đây lắp đặt Anh chủ nhà rất là chăm chú để xem cái phần lắp đặt của bên em Bên em uh, giao lắp cái sản phẩm này đến tận nhà cho tất cả anh chị em thì uh, Lắp đèn sáng này, cầu quay này, nước chảy các anh chị em nhé thì mới lấy tiền các anh chị em nhé để bên em đã đổ nước vào cho chạy rồi thả qua cầu thủy tinh lên bật nước lên để khói rất là nhiều các anh chị em nhé các anh chị em thích khói nhiều thì các anh chị em lắp thêm hai cái cho em đây rất là đẹp và hình ảnh cuối cùng là em các anh chị em nhé đây ạ em đây